Rồi xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình là Túc đây. Đến video này thì ai chưa đăng ký kênh mình cho mình xin một nút đăng ký cũng như một nút like để cập nhật những cái video mới nhất từ mình. Cái video này thì là một cái quả video gọi là chatbot. Nói chung là nhận 200 triệu cái đồng Mondog này tương ứng với 20 đô. Một red thì anh em sẽ nhận được 40 triệu cái đồng Mondog này tương ứng với 5 đô. Ok dạ. Đó. Thì để tham gia dự án hôm nay thì anh em kích vào đường link xin phần mô tả để chatbot này. Đó, thì nó ra giao diện như vậy thì anh em start cho mình. Ok ạ. Tiếp theo đến là anh em sẽ nó hiện giao diện như vậy thì anh em có thể ấn vào Join Arab cho mình. Rồi, nó ra các bước cho anh em chiến đây. Bước đầu tiên thì anh em nó bắt anh em là Join Telegram của group này. Bây giờ kích vào. Rồi, bắt đầu là Join. Lại thoát ra. Rồi. Twitter thì nó bắt anh em gọi là follow Twitter cũng như là retweet này, gắn thêm 5 bạn bè. Ừ, con này 5 bạn bè căng đấy, mỗi khi mọi con khác làm 3 bạn bè. Đấy em nó bình cho mình này. Và bắt đầu là ấn theo dõi này cũng như là kéo xuống này đấy, thằng nó có team và gắn thêm 5 bạn bè. Ok rồi, cái voi con coi shipper này. Bây giờ coi shipper thì hình như là mình kích vào, lẽ là kích vào không được, đi chợ kích vào nhưng nó bị lỗi này, nó cứ quay tít như vậy mà không được, nhưng mà mình làm thì nó vẫn được 20 200 triệu mà cũng chẳng hiểu sao đấy chứ. Thôi anh em, cái quả này, cái phần quay slip này thì quay shipper này thì anh em bỏ qua nha. Thì mình kích vào mình chờ thì nó không được, đấy chứ, nhưng mà mình làm thì nó vẫn được cả 20 triệu đây, như các bạn có thể để ý đây, đấy chứ. Đây đâu rồi, đây 200 triệu vẫn làm được. Nhưng mà anh em cứ thử xem, nếu vào được thì anh có thể follow trên coi slip, coi shipper này, được chưa? Coi shipper này thì anh em có thể chưa có cái gọi tài khoản thì anh em có thể lập cho nó một cái tài khoản, hoặc anh em kích vào nếu mà nó không ấy được thì bỏ qua cái bước này, bước coi shipper này, được chưa? Mình chờ mãi cũng được để làm video nhưng mà không được. Rồi bước tiếp theo thì nó bắt anh em mà join promoter channel cho nó này, kích vào và join. Ok dạ. Rồi tiếp theo là cũng như là nó bắt anh em follow retweet này, cái motor trên Twitter của nó này. Rồi anh em ấn vào Reddit try in cho mình, được chưa? Nó bắt anh em nhập captcha, được chưa? Captcha phải đúng nha, vừa nãy mình nhập sai. Radio thì tiếp tục thôi, bắt radio thì tìm chỗ này con nào radio kích vào, được chưa? Cũng như thường lệ thì nó bắt anh em nhập cái mail của anh em vào, thì anh em sẽ lấy mail anh em gửi cho nó, ok, cũng như là địa chỉ BEP20. Khi ra giao diện như vậy thì em sẽ copy địa chỉ BEP20 trên Smart, trên WeChat hoặc MetaMask gửi cho nó là cũng là ok rồi. Thì cái Twitter link thì anh em sẽ có thể lấy là ở cái username Twitter của anh em ấy, và copy cái username Twitter và gửi cho nó là ok rồi. Nó bắt anh em gọi là lấy cái status vừa chia sẻ, kích vào phần đây cho mình. Dạ, kích vào. Đưa anh em lên giao diện như vậy thì anh em có thể là thả nó có team này cũng như chia sẻ và gắn thêm 5 bạn bè, và lấy cái đường link của cái thằng chia sẻ này, đường link của anh em chia sẻ đấy, và gửi cho nó, sao chép và gửi cho nó là ok. Đây như mình đã sao chép mình gửi cho nó rồi. Và tiếp tục là anh em nó hỏi anh em ấn vào coi shipper chưa, thì coi shipper từ nãy chưa ấn được thì anh em cứ ấn vào in have joy cho mình, được chưa? Nó bắt anh em gọi là gửi cái ảnh mà ở trên coi shipper ấy, được chưa? Anh em chụp một cái ảnh coi shipper, nhưng mà cái bước này thì vẫn là bỏ rồi, không làm thì thôi, được chưa? Anh em có thể ấn vào Joy Harvard cho mình, Harvard Joy ấy, được chưa? Đấy, bỏ qua bước đấy thì tiếp tục là ấn Harvard Joy cho mình. Thì nó ra giao diện như vậy thì ok, anh em kiểm tra xem là có nhận được 200 triệu cái đồng Mondo không, hay là được bao nhiêu, được chưa? Còn mình bỏ qua coi shipper thì là nó vẫn nhận được, cái lạ lạ vậy, được chưa? Nhưng mà không sao, thì anh em làm được thì được cộng, không làm được thì có kiểm thể kiểm tra ở phần Mibailand này, được chưa? Đó thì mình vẫn làm được. Đây là đường link để anh em giới thiệu bạn bè để kiếm những token của này. Cái token này nó có trị giá 20 đô, được chưa? Rồi kết thúc video cho mình nào. Bây giờ chào tất cả mọi